Joe Biden đã lãnh đạo sự nỗ lực phục hồi kinh tế năm 2009 để chuyển cuộc suy thoái tệ hại nhất trở thành giai đoạn tăng trưởng kinh tế lâu dài nhất trong lịch sử của Hoa Kỳ. Donald Trump có một quá trình dài điều khiển những doanh nghiệp đã thất bại, đã bị phá sản, đã bị quốc hội luận tội và hiện đang bị điều tra về những hành vi lừa gạt.